Xin chào anh chị và các bạn. Hiện tại em đang có mặt tại Hyundai Bắc Ninh. Thì trước mặt em đây nó chiếc Hyundai Grand i10 màu đỏ tươi. Thì trong video này thì em xin phép cập nhật đến anh chị và các bạn cái chính sách giá của i10 những ngày cuối năm 2022. Và cũng chỉ vài ngày nữa thôi là kết thúc chương trình khuyến mại của nhà máy cũng như của đại lý dành cho những sản phẩm của Hyundai. Thì trong thời điểm này thì i10 anh chị mua trong tháng 12 vẫn được tặng những cái phụ kiện của hãng như là phim cách nhiệt New Sun của Mỹ, trải sàn da, bọc vô lăng da và đặc biệt là chiếc điện thoại của Samsung. Về chính sách giá thì hiện tại i10 em cá nhân em và đây là cũng là chia sẻ thực tế là hiện tại i10 đã đạt cái mức giá là chạm đáy là tốt nhất cho thời điểm từ lúc ra mắt phiên bản i10 vào khoảng tháng 9 năm 2021. Thì tại cái thời điểm rẻ nhất của 2021 đó là vào khoảng tháng 10, tháng 11 thì i10 được bán ra với giá khoảng 405 triệu. Mà hiện tại chị ạ, chiếc i10 này bây giờ chỉ được bán ra với giá là 398 triệu. Đó, lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì nó rơi vào tầm độ khoảng 450 triệu, gần 450 triệu ạ. Rất là rẻ đúng không ạ? Và đặc biệt là i10 bên em vừa mới ra một phiên bản thiếu nữa. Thì cơ bản thì bản thiếu thì nó sẽ thiếu cũng tương đối nhiều thứ. Nó sẽ rẻ hơn bản đủ là khoảng 20 triệu. Và cái giá bán khoảng 380. Mà anh chị cân đối giữa những cái công nghệ như là màn hình rồi thì cruise control, ghế da, mặt ca lăng trước thì đây là sân bóng, còn màn thiếu thì chưa có, rồi màn hình đúng không ạ. i10 thì bên em hiện tại cũng đang sẵn một số màu dao như là màu trắng, màu đỏ, màu vàng cát, nói chung là đủ các màu để dao cho anh chị. Bổ sung thêm i10 bản thiếu thì cũng chưa có cảm biến áp suất lốp, chưa có hệ thống hở ngang dốc và cũng thiếu đi hệ thống cân bằng điện tử. Thì anh chị có thể cân đối giữa cái túi tiền của mình và những cái tính năng kèm theo để mình sử dụng công nghệ sao cho phù hợp. Những ưu điểm của i10 thì anh chị có thể kể đến cho anh chị trong video này, đó là một cái chiều dài cơ sở tốt này. Về độ rộng rãi thì không phải bàn rồi đúng không ạ? Anh chị có thể thấy ở trong khoang nội thất của i10 ấy, thiết kế rất là đẹp, rất là khoa học, rồi rất là hài hòa. Thiết kế hiện đại thông minh, loa AD, cửa gió điều hòa ra này, cửa gió điều hòa ra rất là đẹp giống như những cái dòng xe sang. Rồi chất liệu ghế cũng đã được là ghế da có thiết kế thể thao màu đen chỉ đỏ. Rồi trên vô lăng này cũng được tích hợp nhiều công nghệ như là cruise control, rồi những cái phím đàm thoại chỉnh tay, tăng giảm âm lượng. Để nổ thì là để nổ start stop. Về tay nắm cửa ngoài thì được mạ chrome, rồi gương cũng được là tích hợp sấy gương, gương cặp điện. Về hàng ghế phía sau thì anh chị có thể trải nghiệm và cũng có thể nghe những cái thông tin khách quan từ bên ngoài là i10 có một hàng ghế phía sau rất là rộng rãi, kèm cửa gió điều hòa. Hàng ghế sau được cải tiến từ phiên bản này, chúng ta sẽ có thêm là hệ thống cổng sạc hàng ghế phía sau. i10 phiên bản mới này được ra mắt từ tháng 9 2021 thì cá nhân em cũng sử dụng i10 thì trong một cái đánh giá khách quan thì là i10 có một i10 mới có một cái cách âm và đi đầm chắc hơn phiên bản i10 cũ, và hiện tại thì giá cũng rất là mềm, chỉ có 398 triệu và được tặng những cái phụ kiện của hãng cũng như là quà tặng của nhà máy. Thì anh chị tham khảo về giá xe. Có thể là gọi cho em qua số điện thoại em để trên màn hình. Thì hiện tại giá xe có thể thay đổi theo từng ngày, thì anh chị lưu ý giúp em thì có thể gọi trực tiếp để em có thể báo cho anh chị cái giá tốt nhất. Đó, em xin cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong video tiếp theo.